Xin kính mời quý đồng hương, tất cả quý vị đứng lên để nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc tỳ. Please rise. Tất cả đơn vị chú ý. Nghiêm. Bỏ quốc tỳ vào vị trí. Bỏ quốc tỳ vào vị trí hành lễ. Liên quân chào tay chào. Lễ chào quốc kỳ quốc gia Việt Nam. Xuống chào. Bắt đầu. Ngày công sơ lai, tinh thần các đời sống vui. Thân lập cùng đi, tin xin tiếp gì thân sơ. Vì tương lai quốc dân cùng sống và quyết định làm sao cho núi sông. Từ nay hướng tới về, chúng cho thầy rời trên hướng xa. Thank you.
đem súng xuống. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Súng chào. Bắt. Bắt đầu. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? Oh, the land. Đem súng xuống. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, đến tất cả những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Súng mặc niệm. Bắt. Bắt đầu. Súng xuống. Liên quân chào tay. Chào. Toán quốc kỳ rời vị trí hành lễ. Trước. Bước. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nghi thức chào quốc kỳ chấm dứt. Xin kính mời quý vị an tọa. Đầu chương trình chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi nghe ông trưởng ban tổ chức Bùi Đạt với phần diễn văn khai mạc. Hội chào phát tay thật lớn cho trưởng ban tổ chức ông Bùi Đạt. Ladies and gentlemen, Kampuan Bùi Đạt, Mr. Bùi Đạt, for the opening remarks. While he head over here, chúng tôi sẽ thể hiện diện của ông Nguyễn Minh Chánh, tổng hội trưởng Việt Nam quân Hoa Kỳ. Ladies and gentlemen, Kampuan Bùi Đạt. Kính thưa quý nhân trưởng, quý chế hữu, quý vị hội đồng liên tôn và đại diện các tôn giáo, quý vị thân hào nhân sĩ, quý vị truyền thông báo chí, quý hậu duệ cùng toàn thể quý đồng hương hiện diện đây, tôi không quân Bùi Đạt, trưởng ban tổ chức chuỗi sinh hoạt 30 tháng 4, trung tâm trưởng trung tâm điều học Tây Nam Hoa Kỳ, thay mặt cho anh trung tâm điều học Tây Nam Hoa Kỳ và ban tổ chức cộng đồng ngày hôm nay. Kính chào quý vị. 43 năm qua, Bộ Cộng sản Hà Nội đã thống trị đất nước của chúng ta ra sao? Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Xin quý vị hãy cùng tôi ngắn gọn trong ít phút để nhìn xem chúng đã làm gì cho quê hương yêu dấu của chúng ta. Chúng là Bộ Cộng sản Việt Nam đã đẩy lùi dân tộc ta đi đến mức tận cùng của sự nghèo nàn và sự lạc hậu.
những người ngày hôm nay có ai ngờ rằng người dân Việt Nam lại đi làm thuê, làm mướn ở hai nước láng giềng nhỏ bé là Lào và Campuchia, thật là vô cùng nhục nhã. Quê hương ta tiền rừng bạc biển, nhưng ngày hôm nay rõ ràng rừng biển đã bị Cộng sản Việt Nam bán hết để lấy tiền, lấy bạc làm của tư. Điển hình trong những ngày tháng qua, vụ án tham nhũng vang dội đất nước, vang dội thế giới. Chúng đấu đá lẫn nhau tới độ người dân phải kinh hoàng chóng mặt. Cướp đất, phá nhà, tranh lành, suốt những năm dài, quan lê lết, khiếu kiện bị công an đánh đập tàn nhẫn. Bọn Cộng sản Việt Nam ác với dân và hèn với dân. Văn hóa, đạo đức, suy đồi, trộm, cướp, tranh lành, không những chỉ trên quê hương mà còn lan tràn tận ở những nước ngoài, điển hình là ở nước Nhật. Trên tường, mọi nơi đều biết coi như người Việt Nam ăn cắp. Quê hương rách nát, ung thối, bệnh hoạn, quê hương sẽ diệt vọng khi chế độ cộng sản còn tồn tại trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Cuối cùng, tôi xin khiêm tốn, mạn phép kết luận bằng bài câu thơ ngắn gọn. Có phải dân đảng tiễn cao ngồi kiểm trệ, trên nghe vàng lòng chẳng xót cư dân, kiểu bảo chúa reo cười trên máu lệ, trên bạc vàng trên quyền lực phi nhân. Đảng và dân rõ ràng hai giai cấp, đảng sang giàu, dân nghèo đói đau thương. Đảng thống trị và người dân bị trị, đảng tan tàn hút, dân khốn cực trong đường. Tôi xin long trọng tuyên bố buổi khai mạc lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Trước khi dứt lời, chúng tôi ban tổ chức chủ sinh hoạt và ban tổ chức lễ tưởng niệm với tinh thần tham gia quý vị đến quá sự dự định của chúng tôi nên không có đủ chỗ ngồi, xin thành thật quý vị tha thứ cho. Trân trọng kính chào. Xin cảm ơn các lời phát biểu cũng như là sự khen vừa qua của không quân người đàn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng tôi bước qua một đặt vòng hoa với quý vị và chúng tôi xin được mời hai nhân sự của vòng hoa tiến lên khán đài và theo sau đó thì sẽ có chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Việt Nam California ông Bùi Phát và cũng là trưởng ban điều hành không quân người đàn tiến lên sân khấu. Ladies and gentlemen, right after we will have the flower wreath ceremony with the representative of the organization who sponsor the flower wreath for us today. Và tôi xin cùng một lần nữa kính mời quý vị bảo trợ và đại diện cho các đoàn thể thứ tự lên sân đài để chụp hình theo như những danh sách sau đây. Kính thưa quý vị, vòng hoa thứ nhất từ ban tổ chức 30 tháng 4 dẫn đầu là ông Bùi Đẹp và ông Nguyễn Long. Và một lần nữa, vòng hoa thứ nhất của ban tổ chức ngày kỷ niệm 30 tháng 4 năm 2018, ông Bùi Đạt và ông Nguyễn Long. The first flower wreath is brought to you by the organizing committee of the April 30th of this year. So the two are bringing it up right now. So please bear with us. Và kế tiếp là vòng hoa thứ nhì. Chúng tôi xin được mời Liên hội cựu chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa miền Nam California, ông Lê Văn Sáu là chủ tịch Liên hội cựu chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa Nam California. According to the organizing committee, ladies and gentlemen, nếu quý vị nào mà có đặt vòng hoa, xin quý vị cử người đại diện ra để cầm vòng hoa của mình theo thứ tự đã sắp xếp rồi thì chúng tôi có thể tiếp tục chương trình. If you have purchased or ordered a flower wreath,
for the organizing committee for your organization, please stand by near it. And so the organizing committee will have you bring them up momentarily. Vòng hoa thứ nhất từ ban tổ chức, ông Bùi Đạt và ông Nguyễn Long, cùng với sự xuất hiện của ông Bùi Pháp là chủ tịch cộng đồng người Việt miền Nam California. Sau đó là vòng hoa thứ nhì, Liên hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa Nam California, ông Lê Văn Sáu xin đại diện. Who are present with us today. If you notice, there are flower wreaths around. April 30th marked a significant event that a lot of Vietnamese Americans will never forget. And as a commemoration effort, a lot of organizations who are here with us today brought their flower wreath in honoring those who have sacrificed their life in seek for freedom and democracy for Vietnam back in 1975 after the fall of Saigon in April 30th. Và kế tiếp là vòng hoa thứ nhì do Liên hội của chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa ông Lê Văn Sáu. Đại diện là ông Nguyễn Phước Ái Định cho vòng hoa thứ ba, Hội bảo vệ quốc gia Đà Lạt, miền Nam California đang tiến lên trên sân đài. If you notice, the flower wreath are brought up by different representatives of various organizations, in this case represented by a military branch. Xin cảm ơn Hội bảo vệ quốc gia Đà Lạt, miền Nam California. Và sau đây chúng tôi xin được mời vòng hoa kế tiếp lực lượng đặc biệt do tiến sĩ Nguyễn Trung Tá Phạm Bá Kỳ, khóa 4 Thủ Đức và ban chấp hành. Đây là vòng hoa thứ tư lực lượng đặc biệt tiến sĩ Nguyễn Trung Tá Phạm Bá Kỳ, khóa 4 Thủ Đức và ban chấp hành. Kính thưa quý vị, sau khi chúng ta chờ đợi thì xin quý vị đồng hương nào và quý vị đại diện các hội đoàn, if you brought flower wreath please mang the flower wreath so you can bring it up. Quý vị hãy đứng gần cái vòng hoa của mình để mà cho ban tổ chức có thể giúp cho quý vị đem lên sân đài để và kế tiếp trong buổi tổ nghiệp quốc phận 34, chúng tôi xin được mời Liên hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa California đầu là các chú và cũng như là ông Lê Văn Sáu, chủ tịch Liên hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa Nam California. Và kế tiếp chúng tôi xin được mời quân đội Hoa Kỳ. Company, Hutton, over March. Ladies and gentlemen, the following are the Vietnamese American military armed forces who are serving in the United States military. Và đây là quân nhân Mỹ gốc Việt, Hội quân nhân Mỹ gốc Việt. Kính thưa
quý vị, dẫn đầu là ông Nguyễn Hữu Hiếu, đại diện cho Hội Quân dân Mỹ gốc Việt. Quý vị chụp xong lưu lại dùng mấy nha. Kế tiếp chúng tôi thấy sự hiện diện của gia đình của quốc gia nghĩa tử tiến lên khán đài. Vòng hoa trên khán đài là do quốc gia nghĩa tử dân tặng. Sau đó chúng tôi thấy sự hiện diện của Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng. Vòng hoa kế tiếp là do Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng xin được dâng tặng cho ngày 30 tháng 4 năm nay. Và kế tiếp, chúng tôi thấy sự hiện diện của đại diện của Đại Việt Cách Mạng Đảng với vòng hoa. Và khi quý vị đứng lên chuẩn bị xếp hàng thì cho chúng tôi thấy cái nhãn hiệu, cái tên của hội đoàn, tại vì nếu mà không theo thứ tự thì chúng tôi có đọc được danh sách ngày hôm nay. 1, 2, 3. Dạ vâng, chúng tôi thấy sự hiện diện của liên trường Pleiku số 11. Ladies and gentlemen, you notice there's a lot of military branches, various political group activists and organization representing various community groups in Vietnam, as well as the different military schools who are present with us today. Và chúng tôi xin được mời kế tiếp vòng hoa của Hội Ái Hữu, cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức, Nam California. Hội Ái Hữu, cựu sĩ quan, sinh viên trường bị Thủ Đức, miền Nam California tiến lên sân khấu. Hai bên đều nha. These are the representative of the various military cadets, cadets of the military schools, specifically the Thủ Đức Military Academy. Và tiến lên khán đài là Hội Ái Hữu cựu học sinh Bưởi Chu Văn An. Xin được mời quý thầy cô, anh chị trong Hội Ái Hữu cựu học sinh Bưởi Chu Văn An tiến lên sân khấu. Con ngồi thấp xuống coi, cô gái. Sau đó chúng tôi thấy sự hiện diện của Hội Ái Hữu nữ sinh Gia Long có mặt với chúng ta với tà áo tím rất là đẹp. Rồi, bên 1, 2, 3, bên phải quay. Ladies and gentlemen, please take a mental note of these representatives of various organizations, and if you want to know more about the organizations, please go and meet them later on.
và tiến lên sân khấu và khán đài là hội ái hữu. Cựu học sinh nữ sinh Gia Long, hội ái hữu nữ sinh Gia Long trong tà áo tím đang tiến lên sân khấu. Dạ vâng, chúng tôi thấy kế tiếp là có đại diện của Hội đồng Hùng Hải Ngoại. Hội đền Hùng Hải Ngoại. Và đây là vòng hoa của Hội đền Hùng Hải Ngoại. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời vòng hoa của nghĩa trang Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa tiến lên sân khấu. Và đây là vòng hoa của nghĩa trang Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa. Kế tiếp, chúng tôi thấy sự hiện diện của đoàn hậu vệ khóa 5 sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức và pháo đoàn. Và trên sân khấu, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của đoàn hậu vệ khóa 5 sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức với vòng hoa cho ngày kỷ niệm 30 tháng 4 năm 2018. Và kế tiếp chúng tôi xin được mời vòng hoa của Hội Ái Hữu Gia Đình Biệt Cách 81. Biệt Cách Dù 81 xin được mời Hội Ái Hữu Gia Đình 81 Biệt Cách Dù. Và kính thưa quý vị, đây là ban chấp hành Biệt Cách Dù, Biệt Cách 81 Dù của lực lượng đặc biệt. Và một lần nữa trên sân khấu là vòng hoa của Hội Ái Hữu Gia Đình Biệt Cách 81 Dù lực lượng đặc biệt. Và chúng tôi thấy sự hiện diện của Hội Biệt Động Quân Nam California với vòng hoa kế tiếp. Và trên sân khấu là vòng hoa của Hội Biệt Động Quân miền Nam California. Xin cảm ơn và chúng tôi xin được mời kế tiếp vòng hoa tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 của Viện Bảo tàng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, đây là nhóm hậu duệ của bác sĩ Quân và ban chấp hành. Ladies and gentlemen, this is the representative of the Vietnam War Museum that's on Volta Avenue. So if you ever wonder the history of the Vietnam War, please join them. Và kế tiếp là vòng hoa của cựu nữ sinh Trương Vương cho ngày 30 tháng 4 năm nay. Đây là vòng hoa của cựu nữ sinh Trương Vương. Ladies and gentlemen, you notice that various organizations has various colors of the traditional áo dài. They represent various schools, various military branches, depending on the colors of their family, depending on the military branches. And this one happens to be from Hội Nữ Sinh Trương Vương.
Và vòng hoa kế tiếp chúng tôi xin được mời quý ông trong Đảng Dân Tộc Việt Nam. Trên sân khấu chúng tôi thấy sự hiện diện của quý ông bà trong Đảng Dân Tộc Việt Nam với vòng hoa cho ngày 30 tháng 4. Kế tiếp chúng tôi thấy sự hiện diện của ông Lê Nguyễn Thiện Truyền và phái đoàn đại diện cho Liên minh Quân dân Kháng chiến Việt Nam Cộng hòa và hậu duệ. Xin cảm ơn và đang tiến về khán đài. Ngày hôm nay chúng tôi thấy sự hiện diện của Liên minh Quân dân Kháng chiến Việt Nam Cộng hòa và hậu duệ ông Lê Nguyễn Thiện Truyền cùng với phái đoàn. Kế tiếp trong hàng ngũ trong đoàn là đại diện của Hội Ái hữu Biên Hòa. Xin mời phái đoàn chuẩn bị bước lên khán đài. Và đang bước lên khán đài là Hội Ái hữu Biên Hòa với vòng hoa tưởng niệm 30 tháng 4 ngày hôm nay. Dạ vâng, từ xa Billy thấy có các cô chú bác đại diện cho Liên đoàn Người Giái Hải quân Việt Nam Cộng hòa. Và đang tiến lên sân khấu một lần nữa, đây là vòng hoa tổ quốc tri ân từ Liên đoàn Người Giái Hải quân Việt Nam Cộng hòa. Kế tiếp, Billy nhìn từ xa thấy cái mũ rất là oai của các chú trong thiết giáp. Kính thưa quý vị, đại diện cho Hội Thiết giáp Nam California và phái đoàn. Vòng hoa đang tiến lên khán đài là từ Hội Thiết giáp miền Nam California. Ladies and gentlemen, you noticed these are again various military branches, and specifically these are from the tank branch. So if you want to know more about them, please feel free to come by. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của đại diện của cộng đồng Việt Nam San Diego có mặt của chúng ta ngày hôm nay, representing the San Diego community, the Vietnamese American community of San Diego. Và trên khán đài là sự hiện diện của các cô chú từ cộng đồng miền Nam San Diego có mặt ngày hôm nay trong buổi lễ kỷ niệm tưởng niệm 30 tháng 4. Thưa quý vị, Tập hợp Quốc dân Việt Nam quốc nội và hải ngoại là một tổ chức được thành lập tại quốc nội và đang phát triển tại hải ngoại do Linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi thành lập, đã được đông đảo đồng bào và các tổ chức trong cũng như ngoài nước hưởng ứng và tích cực tham gia hầu làm một cuộc cách mạng lật đổ Cộng sản Việt Nam. Hiện tại các tổ chức dân sự trong nước tham gia tích cực vào tập hợp. Một số cán bộ đảng viên nhà nước Cộng sản Việt Nam không tán thành đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang quay về với đường lối cách mạng của Linh mục Nguyễn Văn Lý đề xướng. Đại diện của Tập hợp Quốc dân Việt Nam đang hoạt động và phát triển trên khắp các châu lục. Linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi mọi người Việt Nam trên toàn thế giới, vì Tổ quốc đang lâm nguy, đồng bào đang lầm than khốn khổ, xin hãy tham gia Tập hợp Quốc dân Việt. Kính thưa quý vị, Tập hợp Quốc dân Việt Nam của từ Linh mục Nguyễn Văn Lý và phái đoàn. Và
Và đó là các vòng hoa trong buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4 năm nay. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn các hội đoàn và đặc biệt nữa là... một nhóm em, I cannot forget this group because they are the future of our community. Tuổi trẻ là tương lai của cộng đồng. Kính thưa quý vị, đại diện cho các hội đoàn giới trẻ, ban liên lạc các hội đoàn giới trẻ dẫn đầu là cô Nguyễn Thu Hà Nguyễn và các anh chị em từ các hội đoàn, từ tổng hội sinh viên, ban liên lạc các hội đoàn giới trẻ như là đoàn thanh thiếu niên Thủy Nguyên Học Chiến, đoàn thanh niên Phan Bội Châu, gia đình Phật tử và thanh niên đại đạo thanh niên Cao Đài. Ladies and gentlemen, these are the representatives of the various youth organizations in the Vietnamese community of Southern California. Và đó là những vòng hoa cũng như là sự hiện diện của quý vị từ các hội đoàn. Một lần nữa, ban tổ chức xin thành thật cảm ơn những vòng hoa của quý vị cho ngày kỷ niệm, đặc biệt là 30 tháng 4, tưởng niệm 30 tháng 4 năm nay.